Hello, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cài cái Android Studio để chuẩn bị lập trình cái Android trên cái nền tảng là Ubuntu nha. Đây là Ubuntu 18.04. Các bạn kích vào cái máy chấm này. Sau đó thì mở cái này. Đấy, có chữ A này, hoặc là nhìn phía thanh bên trái này, nó có cái chữ A này này. Ok. Bây giờ thì sau khi nó hiển thị lên như này, các bạn kích vào nút search. Sau đó thì các bạn search đây là Android Studio. Đó. Thì lúc này là nó hiển thị ra cái Android Studio đây. Các bạn kích vào, sau đó kích chọn Install. Sau đó nhập mật khẩu vào. Mật khẩu của bạn. Sau đó thì nó sẽ tải và cài đặt cái công cụ Android Studio cho chúng ta. Và sau khi cài xong thì chúng ta có thể sử dụng nó để tiến hành lập trình ứng dụng di động trên cái nền tảng Android hỗ trợ bởi cái công cụ Android Studio. Các bạn có thể lập trình bằng Kotlin, có thể bằng Java, có thể bằng C cộng cộng và những cái ngôn ngữ khác mà các bạn thành thạo. Và thường người ta sẽ dùng hai ngôn ngữ chính đó là Java và Kotlin. Bây giờ thì các bạn sẽ phải giữ cái kết nối nó không bị ngắt quãng. Cho đến khi nào mà cái thằng Android Studio nó cài đặt xong, khi đó thì chúng ta sẽ quay trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút. Xin chào bạn. Bây giờ thì chúng ta đã cài xong cái Android Studio. Bây giờ chúng ta sẽ check xem nó đã tồn tại chưa. Các bạn có thể kích vào cái activity ở trên này, hoặc là các bạn cũng có thể kích vào trong cái nút bốn chấm này này, mấy chấm này, mình nói nhầm đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào đây, chọn là Android, gõ là Android này, thì nó sẽ ra. Các bạn kích chuột vào. Thì ta sẽ mở mở nó ra. Ok, ở này ta sẽ chờ, và khi mà sử dụng cái này thì các bạn sẽ thấy là cái tốc độ load nó khá là nhanh. Ok, cái lần đầu tiên mở nó luôn như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ check xem cái Android Studio nó đã cài đặt một cách thành công hay chưa, và cách là khởi động lên và xem là cái chúng ta đã thực hiện nó như thế nào. Và thường như thế này đã thành công rồi. Ok, luôn xem. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái tốc độ load nó tương đối là nhanh so với cái cùng là ổ HDD, nhưng mà chạy trên cái thằng Ubuntu nó luôn nhanh hơn. Và khi các bạn chọn Next này, lúc đầu cứ chọn Standard, và cái này thì chọn theo ý của các bạn. Sau đó chọn Next. Cái này thì setting này nó sẽ tải thêm 1,1 GB, 1,01 GB nữa. Thì mình sẽ cho tải này. Đấy, cái này là mình hoàn tất nốt cái quá trình cho nó cài đặt. Ok, lúc này thì để nó cài đặt các thứ, mọi thứ xong xuôi hết thì đến bước này thì coi như là chúng ta đã thành công rồi. Ok, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ quay trở lại với Android Studio trong những cái bài học liên quan đến lập trình ứng dụng.